được chào mừng tất cả bà con chị mình. Rất là vui khi gặp lại bà con chị mình trong cái video clip này nha. Một cái video clip mà Chợ Xanh Hoàng Thịnh muốn chia sẻ cho anh chị một bất động sản nhà vườn tiếp theo, nằm ngay trên cái mặt tiền con đường cộng đồng Lộc Trung này. Cái hướng mà bà con chị đang xem là hướng mình về chợ Bình Chánh, hoặc mình đi thẳng thì về chợ Gò Đen, quốc lộ 1A. Đây đó mất tầm khoảng 15-20 phút nha anh chị. Rồi, cái hướng này là đầu đường của đường cộng đồng Lộc Trung ha, được giao nhau với con đường tỉnh lộ 835A. Một con đường nhựa 6m, xe tải chạy vào thoải mái luôn nha. Cái lô đất vườn 500m này nè, nằm trên con đường này, cách tại vị trí này khoảng tầm 150m nha anh chị. Và trong cái hướng mà con đường này đi á, mình có thể ra được cái chợ Long Thượng, hoặc là mình đi về cái khu công nghiệp Chinh Lu ở cầu Cần Duộc mới đi về thành phố đó anh chị, vẫn đi được con đường này nha. Rồi, bây giờ thì mời tất cả bà con chị mình cùng vào tham khảo lô đất thực tế này luôn nha. Xin mời. Xin thưa bà con chị mình, Chợ Xanh Hoàng Thịnh đang có mặt tại cái lô đất đây anh chị. Đây là mặt tiền con đường nhựa ha, đường 6m, rất là thoải mái khi mà xe tải chạy vào đây. Đây là cái vị trí của lô đất mình đây anh chị, ngay cái cọc cấm đây. Đó, nó sẽ kéo dài qua tới bên đây là 12m. Xin nhắc lại, cái lô đất này là nằm tại vị trí xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An nha anh chị. Xin nhắc lại, lô đất này là lô đất mà chủ đầu tư mới vừa đưa ra nha anh chị, trong giai đoạn hình thành. Đây, tới cái vị trí cây tre này nè, là mình là 12m anh chị, và trải dài xuống phía sau ha, đo đúng 42,6m là đủ 500m đất, diện tích của cái lô đất này của mình. Thì xin thưa anh chị, lô đất này chủ đầu tư vừa mới đưa ra nên chưa có phân chia luôn nha anh chị. Trong giai đoạn sang lấp và phân chia ranh giới lô nền, thì về cái phần này là anh chị yên tâm. Nếu anh chị mà đồng ý hoặc sở hữu là sẽ có ranh giới đất rõ ràng cho anh chị ha, và sang lấp cao ráo, chứ không như thực tế bây giờ. Tại cái lô đất này nè, nhà đầu tư mới vừa đưa ra nên Chợ Xanh Hoàng Thịnh quay sớm cho nó nóng luôn ha. Cái lô đất giá mà chủ đầu tư đưa ra đó, anh chị tham khảo là cái giá rất là dễ mua nha anh chị. Nếu anh chị thật sự có nhu cầu cần sử dụng, thì đây là những cái luống mà vườn anh chị, nhà dân trồng rau, cải đồ này kia đó, giờ bán lại chủ đầu tư mua và sang nền đất vườn để bán ra từng lô. Thì ở đây em thấy có khoảng 8 lô anh chị, lô trước lô sau, và đã ra gần hết rồi, còn lại 1-2 lô anh chị ơi. Đây nè, đó, trong giai đoạn mà hình thành đó, sang lắp đó anh chị. Thì cái kia là cái ao đó anh chị. Rồi bên phía này là cái đất mình sang lắp đây, rất là cao nha anh chị. Cao nó không bằng mặt đường nhưng mà nó cũng 80 đó anh chị. Mình nghĩ đất vườn cái độ cao như vậy là cũng quá ok rồi. Toàn bộ khu đất thịt cả nha anh chị. Và trong giai đoạn này nè, nếu mà anh chị sở hữu nhanh thì giá cả là quá chuẩn cho để anh chị em mình đầu tư ha. Đó, anh chị thấy không, sang lắp lên đó anh chị. Đất á, đất mới của mình đó anh chị, rất là cao ha. Đất này anh chị để một hoặc hai mùa mưa là nó lắng xuống, là mình trồng cây rất là tốt. Cái đó là mình nói là trồng rau cải anh chị, còn trồng cây lâu năm thì mình trồng bây giờ thì vẫn tốt bình thường ha. Cây ăn trái rồi đó anh chị, trồng rất là tốt. Chợ Xanh Hoàng Thịnh cũng xin nói thêm, mỗi cái lô đất ở đây nè anh chị, anh chị mua là 500m đất, tùy theo từng lô nó có diện tích khác nhau nha anh chị. Như cái lô mà em đang chia sẻ đây á, là ngang 12m, dài 42,6m, là 500m đất vuông ha. Và đất thì cao ráo và đều có cái ao ở trong đất cả nha anh chị. Rồi, vị trí của lô đất mình á, từ cái cọc tre cắm này nè, đó, mình đi qua bên này là 12m ở phía cuối cùng anh chị. Tại cỏ nó mọc nhiều quá, không thấy cái tre ở đâu hết đây.
Nè, phía trên nè anh chị ơi. Xin nói thêm đây là trong giai đoạn hoàn thành nha anh chị, sẽ có bên thứ ba có thẩm quyền đo đạc lại rất là cẩn thận nha, không có mất một tấc đất nào của anh chị đưa ra hết. Cái này là bản vẽ là chủ đầu tư đưa ra trước tiên rồi đó anh chị. Sau khi hoàn thành bàn giao cho mình á là coi như là đất nền nó cao bằng như vậy nè anh chị. Rồi, có một cái ao ở trong đất. Ao thì tầm khoảng 4 5 mét gì á, dài khoảng 5 7 mét gì anh chị. Mình ướng tầm khoảng nhiêu đó nha. Rồi, xung quanh thì có đường xá, còn cái lô mặt tiền mình thì có đường sẵn ha, đường 6 mét đường nhựa ra quá ok luôn rồi. Phía sau của mình á, lô đất á anh chị là đều có một con đường đan ha, 3 mét đi ngang phía sau đất mình. Như vậy thì tính ra đó là mình được hai mặt tiền đó anh chị, mặt tiền lớn với mặt tiền nhỏ đó cho cái lô đất này. Vài cái hình ảnh để anh chị tham khảo ha, khi mà hoàn thành thì nó như thế này đây anh chị, cao ráo như vậy đó. Tại đất này á, là chủ đầu tư mới vừa đưa ra nên em quay sớm cho nó nóng vậy á. Nếu mà tính ra hoàn thành đâu đó xong xuôi hết rồi anh chị, nền rồi đường xá nó hình thành lên á thì nhìn nó đẹp và chuẩn hơn nhiều ha anh chị. Rồi, vài cái hình ảnh của một lô đất mà nhà đầu tư vừa mới trong giai đoạn hình thành, phân chia lô ra và bán lại. Sau đây một lần nữa, Trà Xanh Hoàng Thịnh cũng xin nhắc lại thông tin của lô đất này để anh chị nắm rõ hơn khi tham khảo lô đất này ha. 500 mét đất vườn này được nằm tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và nằm trên mặt tiền con đường nhựa 6 mét nha anh chị. Xe tải vào thoải mái, đường cộng đồng Lộc Trung đó anh chị. Bề ngang của lô đất này là 12 mét, dài 42,6 mét, là 500 mét đất vuông á. Tất cả diện tích của lô đất này đều lên thổ được nha anh chị. Nói về cái tiện ích nơi đây mang lại thì rất là nhiều luôn anh chị ơi. Ngay đầu đường á, chạy ra khoảng 150 mét là con đường tỉnh lộ 835A, ngay đầu đường là đã có công ty xí nghiệp rồi và trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu nằm ở ngoài đó nha. Kế thì trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trạm y tế Bách Hóa Xanh trong phạm vi 2 km đổ lại rất là nhiều. Nói về chợ thì rất là nhiều chợ, chợ Long Thượng nè, chợ Chiều, chợ Bình Chánh, chợ Hưng Long, chợ Cần Giuộc. Những ngôi chợ này thì mình đi đây đó thì mất tầm khoảng chừng 5 10 phút tới 15 20 phút thôi nha anh chị. Tùy chợ gần chợ xa, xung quanh thì khu dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà bà con thành phố về đây sinh sống, lập nghiệp. Và cuối cùng giá của chủ đưa ra cho cái lô đất vườn 500 này là 2 tỷ 8 có thương lượng nha anh chị. Rồi, vài cái thông tin cũng khá đầy đủ về cái lô đất này. Nếu mà bà con chị mình á quan tâm hoặc cần biết thêm thì xin liên hệ ha. Và nếu bà con chị mình á muốn quan tâm nhiều bất động sản hơn nữa, xin hãy ấn đăng ký kênh và đồng thời bật chuông thông báo lên để theo dõi được nhiều cái video clip trên kênh một cách sớm nhất, nhanh nhất ha. Cảm ơn bà con chị mình rất là nhiều. Cuối video cũng xin chúc bà con chị mình được thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thì thuận lợi, ngày một phát tài tấn tới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bà con chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.